Thì cũng mới 30 rồi giờ tới 50. Bây giờ thì thời gian em đi làm thì công việc có đam mê thì cứ làm xong nó cứ quên thời gian đi. Mà bây giờ mình còn thích đàn bà nữa không? Còn thích phụ nữ nữa không? Trời, dĩ nhiên em thích, em mới tới đây để đến với chương trình chứ. Có ai bà đồng nghiệp, bạn bè hay gì đó chỗ làm có ai nghi ngờ đánh giá gì về giới tính của anh không? Họ nghĩ mình 50 mà không có định, họ nghĩ có một vấn đề, họ nghĩ thẳng ra luôn là họ nghĩ mình là bóng hay là BD. Dạ. Nhưng mà bản thân mình khẳng định thân là mình biết mình. Mình không bóng, mình không bóng. Đúng không ạ? Chính xác. Vị ngon đầu ấn tượng, hậu vị càng vấn vương. Vị ngon nhân đôi có ở Asi Ngon mới. Vị ngon nhân đôi. Rồi, ghế đây rồi cưng. Bên trái ngồi xuống ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe những thông tin về cá nhân của mình. Mời bạn trai. Dạ, trước tiên em xin chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị và đặc biệt là bạn gái bên kia. Em là Hồng Đức, sinh năm 1971. Nghe... Trời ơi, sao trẻ vậy? Dạ, sinh năm 71 đó chị. Sinh 71? Dạ. Rồi, một lời khen, quá trẻ luôn. Cảm ơn chị. Quá trẻ. Sở thích của em là ca hát, khiêu vũ nghệ thuật. Công việc của em là dẫn chương trình hát với nhau khiêu vũ nghệ thuật. Dạ. Thảo nào. Vâng, quê quán của em là ở Sài Gòn. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, sống với anh chị ở trong gia đình, còn ba người. À, dạ. Còn ba mẹ? Ba mẹ mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ, vâng. Mời chị gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh bạn trai bên kia. Em là Nguyễn Thị Cẩm Hiền, sinh năm 1975, 44 tuổi. Làm việc và sinh sống ở xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công việc của em là kinh doanh tự do. Sở thích của em cũng là yêu ca hát, nhảy múa. Ừ, hợp nhau rồi ha. Dạ. Chị đang sống với ai? Em sống một mình. Sống một mình? Thế ba mẹ gia đình mình là ở đâu chị? Dạ, ba mẹ gia đình ở tại Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Wow, quê Cần Thơ mình. Dạ. Lên đây. Rồi bây giờ mình qua tới điểm mạnh và điểm yếu. Thế anh nghĩ bản thân anh là có những cái điểm mạnh gì, những điểm yếu gì? Ưu điểm của em á, biết nấu ăn. Mình thích ăn thì mình lăn vào bếp. Hơi nóng tính một chút. Nóng nhưng mà có kìm hãm được. Còn gì nữa không anh? Biết trang trí nghệ thuật như là các mùa lễ Tết hay là Halloween hay gì đó, tất cả là biết là nghệ thuật mà mỹ thuật rồi em biết làm. Rồi. Nghĩa là trang trí được. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Hơi dễ xui lòng thôi. Hơi dễ xui lòng cụ thể là sao? Tôi nghĩ là em thì thực sự là cương trực lắm nhưng mà nhiều khi mà nghe người ta nói chút xíu mình có thể mình làm xui thôi. À. Dạ. Ai ngọt nói mũi lòng liền. Là mũi lòng liền ha. Dạ. Thế còn chị? Chị có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em sống hòa đồng, thích nghi với mọi cuộc sống. Còn điểm yếu của em là cũng hay giận hờn. Giận hờn mà giận hờn đúng hay giận hờn vu vơ? Giận hờn đúng. Bạn bên đối phương mà biết sai năn nỉ thì em hết giận, nhưng mà nếu không biết thì em giận tới 10 năm sau vẫn còn giận. Trời ơi, chi mà khổ thì để bụng chi cho mệt vậy. Nếu người ta biết là người ta biết lỗi người ta đã xin lỗi mình rồi. Dạ, vâng. Nếu người ta không biết, người ta vô tình người ta lướt qua luôn mà mình lại ôm cái mối hận ở trong bụng là chỉ có một mình. Dạ, mình mệt thôi. Không có hận mà nó buồn, chỉ giận. Nó buồn. Dạ. Tình trường của anh chị thì sao nè? Mày anh cũng nhiều cái xương xanh, chắc tình trường cũng dày cộm mà. Là hồi còn đi học á, em có quen một bạn gái, lúc mà lớn thì chuẩn bị là hai đứa tiến tới hôn nhân á, nhưng mà bên phía ba mẹ bên bạn gái á bắt phải lấy một anh chàng khác luật sư, cho nên mình cũng bị sốc về vấn đề đó, nên từ hồi đó đến giờ là em bị một mối tình đó cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Chừng 25-26 tuổi. Rồi tới giờ? Giờ 50 rồi. Rồi có mối tình nào khác nữa không? Em có một mối tình về sau là từng tầm 30. Thì em cũng quen một người nữ đó. Thực sự ra là một người nữ cũng đã có gia đình rồi. Chia tay và có một đứa con gái. Được 2 năm mấy á. Em dẫn về gia đình thì hồi đó ba mẹ còn sống. Ba mẹ nói là không có kết hợp được, tại vì đã có gia đình rồi. Mới lại một phần hai bên đạo khác nhau á. Mà anh là đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. À, mà cô gái nó không theo đạo. À. Cho nên ba mẹ không đồng ý. Thì cũng mới 30 rồi giờ tới 50. Bây giờ thì thời gian em đi làm thì công việc có đam mê thì cứ làm xong nó cứ quên thời gian đi. Mà bây giờ mình còn thích đàn bà nữa không? Còn thích phụ nữ nữa không? Trời, dĩ nhiên em thích, em mới tới đây để đến với chương trình chứ. Có ai bà đồng nghiệp, bạn bè hay gì đó chỗ làm có ai nghi ngờ đánh giá gì về giới tính của anh không? Họ nghĩ mình 50 mà không có định, họ nghĩ có một vấn đề, họ nghĩ thẳng ra luôn là họ nghĩ mình là bóng hay là BD. Dạ. Yeah. Nhưng mà bản thân mình khẳng định thân là mình biết mình. Mình không bóng, mình không bóng. Đúng không ạ? Chính xác. Tại vì bây giờ chương trình này rộng mở lắm. Nếu dạ, mà anh giới tính đó, em sẽ tìm người giới tính đó em mai mối cho anh thôi. Không, mình cứ thì thẳng thắn tính mình sao mình nói vậy. Mình thích phụ nữ.
mình thích. Họ nghi ngờ anh là cũng có cái cơ sở. Dạ đúng. Do anh là làm nghề mình nghệ thuật cho nên lúc nào cũng trao chuốt nè. Quất một cái áo cũng là lấp lánh thí dụ vậy, rực rỡ. Tóc tai lúc nào cũng láng con, thậm chí dầu thơm hay treo mút đúng không anh? Dạ vâng. Đó ra thì trai mình cũng ngọt, gái mình cũng ngọt. Anh nếu mà anh làm trong cái nghề làm MC dạ. Mà dẫn chương trình mà hát với nhau nữa thì có rất nhiều cô, rất nhiều bà. Mà tại sao không ai ngắm nghĩ anh, hay là anh không để ý ai hay sao? Thật sự là có. Đó. Có vài người cũng nói chung là cũng bảo em là sống với chị đi rồi chị chăm sóc rồi chị nuôi. Thật sự là em chỉ đam mê công việc chứ không đam mê cái đó. Rồi, tạm tới đó đi ha. Dạ vâng. Rồi, dạ mời chị. Dạ em có một mối tình gọi là kết hôn rồi. Em có một bé năm nay 24 tuổi. Wow, bé gái hay bé trai? Dạ gái, ra trường rồi. Ra trường rồi, giờ bé sang sống chung với mình luôn hay dạ, sao? Dạ bé sống chung với ba, chia tay thì cũng 19 năm. À, chia tay 19 năm dạ. Rồi, giờ chắc anh ấy cũng có gia đình mới dạ, rồi chứ hả? Anh ấy có gia đình mới, có con rồi. À. Dạ. Mình sống với nhau được bao lâu? Dạ sống với nhau được 5 năm. Lý do sao chia tay vậy chị? Và nói chung em thì lúc đó cũng còn mồng 1. Thì anh lớn hơn em 8 tuổi. Thì lúc hai người lấy nhau thì cũng giống như là say nắng vậy. Không có yêu nhau lâu, trong vòng 1 tháng thôi. Thế từ đó đến nay cũng gần 20 năm. Chị được có trải qua thêm bao nhiêu mối tình? Dạ em cũng có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì em quen cái anh bạn trai thì anh cũng có gia đình rồi mà em không biết. À. Sau khi em phát hiện ra một năm sau, chưa tới một năm thì em chia tay. Rồi. Có nghĩa là người ta gạt mình, ta không cho mình biết, ta giấu. Dạ đúng rồi. 6 năm sau thì em quen tiếp lại mối tình nữa thì anh đó thì ghen quá. Chị làm cái gì mà bạn trai chị ghen? Anh ghen vụ gì? Dạ không, anh đó thì là giáo viên. Dạ. Anh thì anh thích người truyền thống vậy. Không có thích là đi hát rồi đi lâu lâu em cũng hay ra em đi xả stress, đi phòng nhảy rồi em nhảy một bài hai bài rồi uống cà phê chơi vui thôi. Dạ đúng rồi. À. Sao vậy, mai mốt anh có bạn gái có vợ, anh có cho bạn gái anh ấy hát hò rồi đi khiêu vũ gì đó, rồi anh có ghen tuông anh có cho người ta đi không? Em có một cái này chưa nói nữa. Rồi nói đi. Em làm bên khiêu vũ nghệ thuật á, em có nhảy nữa. À. Cho nên cái đó là va chạm nhiều. Thì em cũng làm thêm cái nghề là MC, có thể nó va chạm rất là nhiều. Cho nên cái sự ghen tuông, nếu mà ghen tuông thì thực sự ra là cũng hơi khó. Nhưng mà rồi em ngược lại, em muốn bạn gái em thông cảm với mình, đó là công việc làm. Lâu lâu bạn gái cũng có những cái sở thích gọi là giải trí như vậy, thì em có ghen tuông, em có dạ cho không? Không, em hiểu. Bạn gái muốn làm gì thì không sao, nhưng mà đừng có kiểu như quá đà của mình thôi. Phải biết giữ mình, biết cái giới hạn. Biết giữ mình quá đà, đừng có lừa dối người bên mình được rồi. Còn em thì em vô tư lắm. Cô chia sẻ là giờ cô có chứ từng gãy đổ, có con rồi, thì anh có ngại không? Tuổi em nó đến tuổi này rồi, cũng không ngại ngùng gì. Nếu mà bé nó 24 tuổi rồi, lớn rồi, tự lập. Dạ, ra trường tự lập rồi. Nhưng mà quan trọng là bé có đồng ý hay không? Sao chị? À, bé vẫn khuyến khích mẹ đi tham gia chương trình nhiều lần. Đó, chị là cũng lớn tuổi rồi đó, mà anh là chưa có con. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi chuyện con cái thì sao? Về vợ chồng sanh được thì cứ sanh. Còn rủi sanh không được rồi sao? Mình sống vậy đến già thôi. Được không? Anh có dạ, buồn không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người đương tự vào nhau thôi. Hợp lý luôn. Dạ. Thấy ổn không chị? Nếu như mà tình trạng sức khỏe tốt, kinh tế tốt thì sẵn sàng. Nói chung là cũng tùy theo trời cho đi ha. Dạ. Mình cứ để tự nhiên ha. Cái kinh tế của em thì không cao lắm đâu. Nhưng cuộc sống ổn định không? Dạ, nó cũng ổn, nó bình ổn. Rồi mình dự kiến sau này nếu mà lấy vợ dạ. Rồi mình ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Vẫn ở nhà dạ. Đó? Dạ, ở nhà gia đình em luôn. Dạ. Rồi ở chung anh chị em đông đúc rồi chờ em không, dâu không. Chị dâu có vấn đề gì không? Dạ không, bây giờ nhà em chỉ còn có em, một người chị, một người anh thôi. Ủa chị có đạo gì không? Dạ em đạo Phật. Rồi ví dụ lấy ảnh rồi có phải theo đạo Công giáo có theo được không? Dạ không có sao. Không có sao. Ba mẹ em mất rồi bây giờ không sao hết. Bây giờ em thì dễ lắm. Giờ đạo hai người đó giữ cũng được. Dạ, đạo nào thì quan trọng không? Là cái tâm của mình để có yêu nhau hay không, dạ, có vâng, chia sẻ nhau hay có chung thủy yêu nhau, tin tưởng nhau không? Vậy thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi đó. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào nè? Chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người đàn ông là chung thủy. À, biết chia sẻ công việc gia đình. Rồi. Còn sống có trách nhiệm. Rồi. Thế còn anh muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em thích một người bạn gái là đơn giản, không xe xua, sống chân thực, trung thủy. Dạ. Nếu mà có mái tóc dài em khoái nha. Rồi. Cho em một cái hình của chị coi. Đây, chị tìm đi. Ở trong này có ảnh ở trọng á. Một tấm thôi, tìm đi, rồi tưởng tượng đi. Hình dung cổ trong này có đủ nè, tóc ngắn có, tóc dài có, tóc đen có, tóc nhuộm có, giờ anh thích ai? Áo đỏ. Tại sao anh lại chọn áo đỏ?
Tại vì em nhắm cái tuổi. Anh hình dung bây giờ bên đây cổ đang bận áo màu gì? Tóc cổ đang như thế nào? Áo màu kem, trắng kem. Trắng kem? Sao không chọn cô nào trắng kem mà chọn cô màu đỏ? Ở đây đâu có đâu. Đây toàn áo đen, áo đỏ. Cổ tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, chắc ngang lưng chứ. Chắc ngang lưng hả? Ừ. Rồi, giờ là anh giờ anh quyết định chọn cô áo đỏ đó phải không? Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ còn chị, chọn anh nào? Áo xanh. Áo xanh, tại sao lại chọn anh áo xanh? Chị thích màu xanh hả? Em cũng thích màu xanh, nhưng cái gì em thấy anh áo xanh này thì đúng độ tuổi. Đúng độ tuổi. Hai người này chọn người yêu mà chọn theo màu không vậy ta? Cái hình đó nó hơi lâu rồi nha. Cái hình này là cái hình của 20 năm về trước đó. Không, không, 7-8 năm trước, 10 năm trước. Hình 10 năm về trước á. 10 năm về trước. Còn dạ. Hình của em là lâu chưa? Hình này lâu chưa chị? Hình của em mới đây. Mới đây? Mới đây. Rồi, bây giờ hai anh chị cứ giữ cái tấm hình chọn của mình dạ nha. Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra để mình xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay không nha. Dạ, xin mời anh chị. Em có hoa tươi thắm. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, em cũng tặng anh quyển sách tựa đề là Hôm nay hãy chỉ yêu thôi. Dạ, em cũng gửi gắm cái tình cảm của em vào quyển sách này. Mong anh đọc và... Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Nhẹ nhàng quá, dễ thương quá. Rồi, thôi ngồi xuống đi. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình coi lại tấm hình coi mình chọn sao nè. Đây. Hồi nãy là tính lượt tính này vậy đó. Mà sao tính vậy rồi còn sao? Tại vì em nhắm thôi, cái tuổi của bạn gái bên kia thì em nhắm người áo đỏ. Còn chị cũng sai luôn. Ảnh đâu? Tại vì cái tấm trời ơi, tấm đó mình chụp nó hơi bị lâu đó. Dạ, do anh chụp lâu quá dạ. Nên em đoán độ tuổi thôi. Nhưng mà giờ cảm xúc đầu tiên khi mà em mở cái cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh chị lần đầu tiên thấy mặt nhau là như thế nào ạ? Dạ, anh cũng đẹp trai. Dạ, cảm ơn. Làm hát với nhau chắc là hát hay đúng không? Dạ vâng, em khó không? Em hát thì kia cũng được. Thôi bây giờ được thì làm tặng một bài đi. Nhưng mà thật sự em chỉ thuộc thích hát bolero à? Bồ nhạc gì cũng được. Dạ, nghe anh hát không chị? Dạ. Rồi, mời anh. Em hát tặng chị Cát Tường và tất cả quý vị và bạn dạ. Một ca khúc rất dễ thương, Tình yêu trả lại trăng sao. Rồi, mời anh. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Sao cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Dạ, anh hát hay ông. Ok, Tường sẽ mời hai anh chị chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Và anh chị sẽ có những thời gian để trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường ra ngoài một chút xíu thôi, Tường sẽ quay lại ngay. Dạ, cho anh chị cái không gian riêng với nhau nha. Dạ. Tường mời hai anh chị sẽ thưởng thức những cái món ăn của nhà hàng rất là ngon, rất là đặc biệt và rất là bắt mắt nha. Đây là món bánh bao kim sa nè, rồi xôi gà trân châu trứng muối, rồi chân gà hấp tàu xì nữa. Mời anh chị. Xin mời Hiền. Dạ, em mời anh. Nãy anh nói anh làm việc ở đâu, em nghe chưa rõ. Anh làm cũng chạy nhiều nơi, ở đâu cần thì mình đến. Anh làm nhiều địa điểm. Ừ, thì cái nghề của anh mà. Nghề này nói chung là bôn ba. Nhưng mà anh chỉ làm trong thành phố thôi. Dạ. Chứ ít khi nào ra ngoài, bên ngoài em dùng chứ. Dạ, mời anh. Anh thấy em sao? Không, em nhìn em đầm thắm, phúc hậu, dễ thương. Dạ. Khi mình nhìn vô rất là có cảm tình. Em thấy anh chưa lập gia đình thì anh có ngại về vấn đề em đã có gia đình? Thì cũng như anh đã nói, nếu mà có con thì càng vui. Quan trọng là em sống tin tưởng nhau. Em thích đi hát, lại em thích đi khiêu vũ, anh không cấm. Đây là cái sở thích của mình mà. Mỗi người có một sở thích. Em sống rất là chung thủy. Anh cũng vậy, không có.
cái đó là cái đam mê của mỗi con người thôi. Em muốn đi đây đó thì em phải hỏi anh, có vô tư thì không có nói gì hết á. Không, nếu như mà em có gia đình thì em thích đi với chơi với lại người yêu mình hay chồng mình chứ. Thật sự là anh cũng, em biết khiêu vũ thì đây cũng biết khiêu vũ thì nó cũng dễ. Dạ em chỉ biết thích thôi chứ còn giỏi thì em có giỏi không. Do là em chỉ có học để biết thì cho nói chung là thể thao đúng không? Dạ thể thao đúng rồi. Dạ cái đó nó cũng tạo được cái sức khỏe cho mình nhiều lắm. Dạ nếu anh hiểu được vậy thì là tốt. Thì lúc đầu thì hai đứa mình gặp nhau thì những tâm sự gì, tính cách mình phải biết cho nhau, rồi về sau mình tìm hiểu nhau thì nó mới dễ hơn. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Em nghĩ anh làm trong môi trường đó thì người đẹp cũng nhiều. Nói chung là có, nhưng mà em hiểu không? Nó không phải như em nghĩ đâu. Dạ. Hay anh có ác cảm về cái người phụ nữ đi khi dụ? Nó có. Nếu mà ác cảm nó, anh đâu có làm đâu. Quá là có ăn hồn. Em suy nói quá rồi. Chỉ nghe chứ không ăn được luôn phải không? Dạ. Đừng có ăn biết chỉ nha. Không có, tại vì hai đứa em muốn nói để cho cái... nó thông qua thông suốt cái vấn đề đó thôi. Nãy giờ thông được nhiêu rồi? Dạ cũng hiểu nhau rồi. Hơi thông thông rồi ha. Dạ vâng. Dạ. Thật sự á, mình cũng từng trải, mình sẽ hiểu được nhau, mình sẽ cảm thông với nhau được nhiều hơn. Dạ. À, cái tuổi mình ăn thua là sự chân thành, đúng không anh? Đúng anh. Chứ bây giờ mà giấu giấu giếm giếm nó mốt cũng lòi ra hết là cũng không có được. Thà mình nói trước ngay từ đầu, anh muốn người ta thông cảm hoàn cảnh của mình. Thế thì anh có sẵn sàng để mà cảm thông được cái hoàn cảnh của cổ chưa? Những vấn đề mà bạn gái đã có gia đình và đã có con lớn rồi thì em vẫn chấp nhận. Quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Rồi. Hôm nay quan trọng là cái buổi hẹn hò này là có con gái của cổ đi theo. Dạ vâng. Bây giờ sẽ Tường sẽ mời con gái của cổ vào để cho ít nhất là mình cũng gặp mặt nhau, mình chào hỏi một câu. Dạ vâng ạ. Lúc đầu em lo nghĩ là em sợ đó. Con gái em hiền. Dạ không. Ý là sợ bé, có nghĩa là thương mẹ rồi không muốn cho mẹ xa mình. Bây giờ người thật việc thật, xin mời con gái vô đây con ơi. 24 tuổi ha, đang sống với bố ha. Rồi, trước tiên là con giới thiệu con tên gì? Dạ con tên là Ngân Khánh. Ngân Khánh, nãy giờ con ngồi ngoài con theo dõi hết cuộc nói chuyện của chú với mẹ hết rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi con phát biểu cảm nghĩ cho cô, nghĩ sao nói vậy cho cô nha. Dạ thật ra thì con thấy là nếu như mà nói về những cái tiêu chuẩn mà mẹ con đưa ra để mà kiếm cái người đàn ông mà bên cạnh mình á thì nói chung là cả một cái list rất là dài. Dù sao thì con thấy là nó vẫn có một cái rất là tươi sáng cho cái mối quan hệ này, tại vì cả hai người đều có cùng sở thích chung. Mẹ ở tuổi này thì con nghĩ là cũng đã lo lắng cho con cũng hơn 20 năm rồi, thì con nghĩ là cũng đến lúc để mẹ có những cái niềm vui riêng của mình. Giống như là chú cũng có lo lắng là không biết là con gái thì có sợ là có giữ mẹ hay không. Dạ, đúng. Thì đúng. Con lại quan điểm khác là thật ra là khi mà mình yêu thương người nào đó nhiều là mình để cho người đó sống hạnh phúc thì đó mới là yêu thương. Nếu mà mẹ đồng ý với chú thì con vẫn sẵn sàng thôi. Chú có lời nào muốn nói với con gái không? Cho tin chào Vinh Khánh nhé. Dạ. Chung là hai bên đều có một cái sự hòa hợp nhau. Chú nói thật là cái công việc của chú với lại cái tính cách mẹ với con thì nếu mà đồng ý thì đồng ý, còn không đồng ý thì cái đó là cũng được, là có niềm vui làm bạn bè, đầu thêm một người bạn là tốt thôi, đúng không con? Dạ đúng. Bây giờ con có muốn nhắn nhủ gì với mẹ không, trước khi một chút xíu thôi mẹ sẽ đưa ra quyết định của mình? Dạ thì mọi quyết định là vẫn là do mẹ, có cơ hội thì cứ thử thôi. Cảm ơn con nha. Dạ rồi. Rồi con chào đi. Bé nói rất là đúng, cơ hội là của anh chị, với lại anh chị cũng có tuổi hết rồi. Quan trọng là cảm xúc, sự chân thành, và quan trọng là hai người cảm thấy mình có phù hợp với nhau hay không. Dạ. Nếu hợp là nó hợp, mà không là nó không thôi. Em có một cái suy nghĩ, nếu mà hai vợ chồng đồng lòng với nhau thật sự là bất cứ việc gì cũng thành hết. Đúng rồi, đúng. Rồi sự nghiệp mình cũng lên. Dạ. Bây giờ tôi sẽ thay mặt chương trình tạo cho anh chị thêm những cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn, mình cảm thấy thân thiết hơn. Dạ mời anh bóc một lá bài đọc lớn lên những yêu cầu ở trong này. Anh hãy tô thêm son môi bạn gái. Anh hãy tô son vào môi bạn gái. Dạ. Và đó giờ có làm điều này cho ai chưa? Cái này thì thật sự là em chưa bao giờ em đụng tới. Hay là hôm nay mình có cơ hội đụng tới. Anh nhắm anh làm được không? Dạ được. Rồi xin chương trình cho một cây son đi ạ. Trời ơi. Rồi anh qua bên này và anh tô son cho cổ đi ạ. Xin phép hiện cho mình. Cái tay cầm cái son cũng điệu nghệ dữ ha. Giới tính rõ nét ghê vậy đó. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, bây giờ mời chị đọc lớn giùm em đi chị. Em hãy tự tay test kiểm tra độ men của bạn trai đối diện.
Trời ơi, tự tay kiểm tra, không biết kiểm tra cái gì luôn. Mời chị qua bên đây. Làm gì đó chị em không biết, mà chị tự tay kiểm tra độ men của ảnh. Chị muốn làm gì chị làm. Mình bước qua đây đi chị. Ảnh mới vừa qua bên mình rồi, mình qua lại. Làm sao đây, tự tay test độ men của ảnh. Chứ hồi nãy ảnh cầm cái son cho chị, cái tay ảnh đánh son vậy nè. Đó, chị test đi. Okay, với kinh đúng, nghiệm của chị. Đúng quá, cầm. Vì anh cầm cục, chạy vô cầm vậy. Cơ bắp rồi. Được không? Được. Vậy thôi hả? Kiểm tra cơ bắp là biết men đó hả? Men. Trời, chị sai lầm rồi. Thiếu gì anh cuồn cuộn mà không có men đâu nha. Này. Thôi bây giờ vậy. Anh là có làm thêm nghề tay trái là khiêu vũ. Chị thích đi khiêu vũ hồi đó. Vì đi khiêu vũ và bạn trai ghen, chia tay. Bây giờ hai người thử dìu nhau làm một điệu gì đó thử bây coi được không? Mình đi rumba ha. Rồi, mời anh chị. Đó, sân chơi này dành cho anh chị. Anh tự làm nhạc luôn nha. Hay quá. Trời, không ai không cần nhạc luôn. Nhạc từ trong đầu ra luôn, ghê thiệt. Quá xuất sắc. Con gái ngồi ngoài thấy đẹp không con? Quá đẹp luôn ha. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, tuyệt vời anh chị ơi. Trời, em nổi da gà hết trơn nè. Trời ơi là trời. Hồi trẻ em cũng đam mê, em muốn lớn lên xíu á. Có tuổi là em cũng đi khiêu vũ rồi, em cũng nhảy vậy đó. Mà giờ em lớn lên em không có làm được. Tại vì cái này niềm đam mê của em. Đúng rồi. Vậy nhưng mà trùng khớp với cái niềm đam mê của cổ luôn. Thì bạn gái này rất đẹp. Dạ. Thôi, trước mắt là Tường chúc mừng anh chị. Bây giờ là giây phút hai anh chị lắng động. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa sẽ tổ chức ghi hình tại bang California, Mỹ vào cuối năm 2019. Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ Zalo Viber 0942461309, email hẹnantrua@mcv.com.vn hoặc fanpage hẹn ăn trưa. Chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội thôi. Dạ. Còn nắm bắt hay không là quyền của anh chị. Mình thật sự cần điều gì ở đối phương sau 3 tiếng đếm của các tường. Nếu anh chị quyết định chọn nhau để tìm hiểu, để đi xa hơn thì anh chị cùng bấm nút. Nếu anh chị cảm thấy là đây chỉ mới là một người bạn thôi thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm và mình nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 tại sao chị không bấm? Em cũng xin lỗi anh là vì em chưa có cảm xúc gì. Ok, không sao. Chúng ta có thể làm bạn. Ok. Nếu mình cảm thấy ưng thì mình hòa hợp, mình bấm. Nhưng mà anh vẫn thích, anh bấm. Đúng rồi. Tại vì anh cảm nhận em là người rất là hiền dịu. Dạ. Mà chân thật. Dạ. Nên anh cảm nhận được, cho nên anh bấm. Thường biết. Phần em, nếu mình không bấm thì mình vẫn là bạn bè thôi. Thật sự người phụ nữ khó hơn người đàn ông. Dạ đúng. Trải qua nhiều, càng nhiều cái đau khổ, những cái thăng trầm, những cái mất mát, họ lại càng dè dặt hơn. Dạ. Em rất là buồn luôn, tại vì em thấy cặp đôi rất là xứng đôi, rất là dễ thương. Nhưng mà anh chị không bấm nút là Tường không có hoàn thành trách nhiệm làm mai mối của mình, Tường rất buồn. Nhưng Tường phải trân trọng cái quyết định của anh chị. Thôi thì hôm nay chúng ta chỉ là bạn, nhưng biết đâu trên cái con đường làm bạn đó chúng ta vẫn có nhiều cơ hội. Bây giờ là có thêm một người bạn để khiêu vũ nè. Dạ vâng. Biết đâu vậy, anh cho chị địa chỉ chị tới những chỗ anh làm chơi. Rồi, xin mời hai anh chị. Mặc dù là mình không bấm nút hẹn hò, chúng ta vẫn có thể là bạn nhé. Và Tường thay mặt chương trình gửi tặng chị một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thôi thì bà Mai sẽ cố gắng ở tập sau nhé. Chúc hai anh chị sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em cũng chúc anh như vậy nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ